I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I đường Hà Nội khá là vắng và xe xe lạnh. Đây là đồ ăn mình mang ngày hôm nay để ăn. Các quán còn đang đóng cửa và rất là vắng. Mình đang đứng ở điểm xe buýt để chờ. Trường và đây là view của trường mình lúc sáng sớm, khá là vắng. Giờ thì đi lớp thôi. Đây sẽ là bánh mì mình ăn sáng nay. Mình đang ở trong phòng chuẩn bị cho môn học đầu tiên. Giờ thì ăn thôi nào, mời mọi người nha. Khó. Vì thế cần tập trung thì mới có thể dễ dàng làm. Thế nhưng khi mà ngồi nghe thì mình sẽ rất là buồn ngủ. Và đây là mình đang cảm thấy rất là buồn ngủ. Giờ mình sẽ bắt đầu thực hành như cô đã hướng dẫn. I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night, and I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do, but I don't think I've got the energy to move. And I go back to my dreams again, but I shouldn't be sleeping when it's still right now and I'm stuck in my bed. Still right now and I'm stuck in my head. Cause I've been not all on my own when I should make my way out. My home is daylight now, gotta open my eyes. Daylight now, can't be wasting my time. I'm just thinking about what I should be thinking of. It's about time that I get it. Days of staying in the same bed, I need a kickstart just to change this. I don't wanna waste a minute on the basics, but it's keeping me feeling so amazing. Stop on stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, and maybe I could go and do the rest. Give it a little more faith, I'll be set. And I hope that you'll miss it. Cause it's daylight now and I'm stuck in my bed. Day and night, never feeling my best, I know. Oh, oh. But this time will I be the same? It's daylight now and I'm stuck in my bed. Giờ mình sẽ bắt đầu ăn trưa sau khi kết thúc tiết học vào lúc buổi sáng. Mời mọi người tiếp nha.
여기에 앉으세요. 여기에 앉으세요. 8시에 학교에 오세요. Lớp mình có chơi một trò chơi và đây là phần quà để cho những người chiến thắng. Lúc này mình đang ở trong K2 và cô giáo đang điểm danh. Có. Có. Lê Thị Tâm có. Phương Thảo có. Nguyễn Hoan có. Nguyễn Thị Thu có. Diệp Thúy có. Nguyễn Trang có. Nguyễn Thủy Trang có. Hạnh Trang có. Thảo Vân có. Hải Đến có. Thế đang quay video không? Thế được cái đi học về đủ nhỏ. Học đi. Học đi. Học đi. Chị cũng thơm xanh quá. Tan học rồi, bây giờ mình sẽ đi ra đường biết để bắt xe trở về nhà. Điểm xe buýt ở chỗ mình lúc tan học khá là đông nên là chờ rất là lâu luôn. Đây là các cửa hàng ở trong khu phố mình ở. Có quán bánh mì nè, quán bán hoa quả, lẫn hoa, mà còn nhiều quán khác nữa. Mình sắp về đến nhà rồi. Về video một ngày đi học ở Hà Nội của mình sẽ khép lại tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye, annyeong.